Đây nha, để theo lòng của bác chủ em giao tận nơi cho bác nha. Đây, đây một đôi chim bón này, âm bón này, rồi một con âm lẻ này, đây một đôi âm đây nha, đang báo cường nha. Đây bác chủ đây, đó ghép vào dấu mặt nhá. Vâng, Đâu bác chủ ok. nhá, bác chủ đây chim nào bác chủ ơi, Vâng, chim đẹp ạ. bác tôi to lên cái, Vâng, chim đẹp ạ. ok đúng không? Vâng. Đây nha, đây một đôi âm này nha, đó các bác nha, đó đây một đôi âm này, đây một con âm lẻ nha, một đôi âm đây nữa nha, đó ôi âm này vẫn đang bón, đó giao tận nơi cho bác chủ nha, chúc bác chăn nuôi tốt nha, chim hay hay nha, Vâng, rồi cảm ơn bác nha, cảm ơn bác nha. Vâng.